Alo, xin chào bạn. Các bạn cứ vào đi nhá. Xong đợi một tí, xong rồi anh sẽ giải cho bạn nhé. Rồi. Các bạn cứ vào đi nhá. Anh đợi, cho anh đợi vài phút xong anh sẽ nói luôn. Alo, xin chào bạn. Các bạn có thể like và share giúp anh cho bạn học cho vui nhé. À, chào Trương Thảo, chào Hiền Nguyễn nhé, chào Trường. Rồi, thì hôm nay anh sẽ nói hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 16 nha. Ngày 16 tháng 3 năm 2021 này. Rồi. Các bạn cứ vào đi. Vào đi đợi. Cho anh xem nói ngắn thôi, chỉ tầm độ 10 15 phút thôi. 20 phút nhỉ. Các bạn nghe rõ không? Alo, các bạn nghe rõ không? Các bạn nghe rõ, các bạn nhắn vào chat cho anh cái. Nghe rõ, các bạn nghe được không? Thử test mic. Các bạn nghe rõ thì các bạn comment nghe rõ chú ảnh này. Rồi. Các bạn nghe rõ không? Hiền ơi nghe rõ không Hiền? Các bạn nghe rõ không? Các bạn comment giúp anh cái xem có cái chất lượng nghe có ổn không? Alo. Rồi, thì thứ nhất thì chúng ta nói về thứ nhất là hội chứng cường giáp đó nhé. Hội chứng cường giáp này. Hội chứng cường giáp thì biểu hiện trên các cái cơ quan. Thì anh sẽ điểm lại từ đầu đến cuối cho các bạn nhé. Thì thứ nhất này là bao giờ mình nói về hội chứng đúng không? Mình đã nói về cái toàn thân đã. Nếu mà hội chứng cường giáp ấy, toàn thân ấy thì nó có những cái gì? Thứ nhất là có gì? Thứ nhất là có ra mệt này, mệt mỏi này. Thì cái cảm giác này mệt mỏi thì bệnh nhân sẽ cảm giác mệt mỏi nhiều và sao và thường xuyên, đúng không? Thứ hai là gì nhá? Mệt mỏi này, gầy sút cân đó, gầy sút cân. Thì trong hội chứng cường giáp ấy thì gầy sút cân thì sao? Gầy sút cân nhiều và gì và nhanh nhá. Trung bình bệnh nhân thì sút đến khoảng độ 3 cho đến 5 kg trong vòng 1 tháng, đúng không? Trong vòng 1 tháng, mặc dù bệnh nhân cường giáp thì ăn rất là nhiều, đúng không? Đấy, tức là có ăn nhiều và gầy nhiều nhé. Thế nó có cái bệnh gì nó sẽ ăn nhiều gầy nhiều nhỉ? Bệnh đái tháo đường à? Đó. Nhưng mà cái kia là còn tiểu nhiều đó nhá. Đấy, nhưng mà cường giáp ấy thì bệnh nhân lại đi ngoài nhiều, phân lại nát. Đó, bạn nhớ thế nhá. Đấy, nhá. Tuy nhiên đấy, nhá thì một số bệnh nhân thì gầy sút cân nhưng mà một số bệnh nhân thì sao lại có triệu chứng là tăng cân đó, tăng cân đó. Ví dụ chẳng hạn như là những bệnh nhân trẻ tuổi ấy, đấy có hội chứng cường giáp lại tăng cân, bởi vì sao? Bệnh nhân là tăng cái cảm giác quan miệng, tức là bệnh nhân tăng cái nguồn năng lượng, tức là đầu nạp cái nguồn năng lượng đầu vào, được chưa nhá. Thứ hai là gì? Cái triệu chứng hội chứng cường giáp thứ hai là triệu chứng của tim gì? Triệu chứng của tim mạch, đúng không? Thì triệu chứng tim mạch trong hội chứng cường giáp ấy, thì bệnh nhân là thường xuyên nha, các bạn nhớ thường xuyên hay có cơn là sao? Cơn là hồi hộp, đánh trúng ngực, được chưa? Và cảm giác của tim tim đập mạnh nhá. Đấy, và quan trọng là gì? Cái nhịp tim ấy, thì nhịp tim tần số tim sẽ tăng lên, bình thường nhịp tim là 60 cho đến 100 lần phút, đúng không?
dưới 60 là chậm, trên 100 lần phút là nhanh. Thì những bệnh nhân có cái hội chứng cường giáp ấy, thường là nhịp tim nhanh thường xuyên. Và đặc biệt, nhưng mà các bạn phân biệt chú ý là cả những lúc bệnh nhân nghỉ ngơi nhá. Đấy, và thường ấy, tần số tim của bệnh nhân sẽ rơi vào khoảng độ 100 cho đến 140 lần phút. Đó, được chưa? Và khoảng độ nhá, và các bạn nhớ là 100 này đúng không? Và khoảng các bạn nhớ là khoảng độ 10% nhá, thì những bệnh nhân là sẽ có ngoại tâm thu, đúng không? Ngoại tâm thu nhá. Đấy, và hoặc là bệnh nhân có các cái rối loạn nhịp tim, rối loạn nhịp tim. Ví dụ chẳng hạn như là bệnh nhân có rung nhĩ chẳng hạn, đúng không? Rung nhĩ, đúng không? Hoặc là bệnh nhân có cuồng nhĩ, nhá. Đấy, đặc biệt những cái triệu chứng về tim mạch, rối loạn nhịp tim này thì hay gặp ở bệnh nhân già, tức là bệnh nhân lớn tuổi đấy, nhá. Và các bạn nhớ là những cái có khi những cái hội chứng cường giáp ở những người già, người ta nó không điển hình đâu, có khi đến khám với các bạn cũng chỉ vì là mất ngủ thôi, mất ngủ này, hoặc là bệnh nhân phát hiện thấy một số các cái vấn đề tim mạch, đúng không? Ví dụ là rung nhĩ chẳng hạn, đó, làm xét nghiệm ra thì lại ra là cứng giáp. Đấy, nhớ nhá, thì hay gặp những cái bệnh nhân mà lớn tuổi, bệnh nhân già, được chưa? Đấy, và những cái triệu chứng tim mạch tiếp theo là đặc biệt là cái huyết áp, đúng không? Tập ít huyết áp bình thường là 120/80, nó khoảng độ 120/80, và trên 140 thì gọi là tăng, được chưa? Thì những bệnh nhân này thì huyết áp tâm thu, tức là huyết áp tâm thu thì sẽ có cùng xu hướng tăng, nhưng mà các bạn lấy cái này hiệu, đúng không, thì trừ đi thì nó sẽ tăng cái khoảng cách chênh lệch giữa huyết áp tâm thu với huyết áp tâm trương, tức bởi vì huyết áp tâm thu sẽ tăng lên, còn huyết áp tâm trương thì sẽ giảm, nhưng là hiệu số huyết áp thì sẽ tăng lên nhá. Thì đấy, các bạn nhớ được chưa? Và một số bệnh nhân thì có các cái triệu chứng của suy tim, ví dụ là tim đập nhanh quá, có triệu chứng của suy tim, đúng không? Và gây có thể gây ra bệnh nhân cái cảm giác là khó thở nhá. Đấy, và có cái tim đập nhanh quá, đúng không? Đó, và cái thể tích nhát bóp các thứ thì nó không hiệu quả, và một số bệnh nhân thì có thể có các cái đau ngực. Đấy, và đặc biệt có một số triệu chứng tim mạch, chẳng hạn như là các bạn đi lâm sàng, đúng không, có cái dấu hiệu là mạch gì, mạch kích động, mạch kích động nhá. Đấy, mạch kích động là gì các bạn còn nhớ không? Alo, các bạn còn nhớ không? Các bạn nghe rõ không nhỉ? Chỉ sợ các bạn không nghe rõ thôi. Alo, các bạn nghe rõ không? Văn Tú ơi, Hiệp ơi, anh nghe rõ không? Comment cho anh, comment anh cái. Để anh xem test nó có nghe rõ không? Tại vì anh đang live bằng điện thoại mà. Khánh Linh. Nghe rõ không? Em nghe rõ không, Khánh Linh? Alo. Cái dấu hiệu mạch kích động là gì? Tức là mình sẽ sờ thấy, đúng không, hoặc là nhìn rõ, đúng không, các cái động mạch cảnh, rồi là động mạch cảnh, đúng không, chỗ này, hoặc là động mạch chủ bụng, đó, cái động mạch chủ bụng nằm về bên tức là ở phía bên lệch, hơi lệch về bên trái cuộc sống một tí, các bạn sờ thấy, hoặc là cái động mạch đùi đập hơi mạnh hơn, đập mạnh thì gọi là cái dấu hiệu mạch kích động. Các bạn nhớ không? Các bạn hồi 4 đi lâm sàng còn nhớ không? Nhá. Đấy. Và những tiếp theo là những cái triệu chứng thứ ba, đúng không? Là những cái triệu chứng liên quan đến các cái triệu chứng liên quan đến các cái vận mạch. Vận mạch ví dụ chẳng hạn như là bệnh nhân có các cái dấu hiệu, ví dụ chẳng hạn như là da mồ hôi nhiều này nhá, rồi là bàn tay này. Bàn tay những bệnh nhân mà cường giáp ấy, đúng không, thì sẽ luôn là nóng ẩm, đúng không, nóng ẩm nhé. Nó khác với cái loại mà bàn tay mà hay tiết mồ hôi, nó ra mùi tay, nó lại khác nhé. Thì những bàn tay bệnh nhân sẽ luôn nóng ẩm, đúng không. Đấy, và những bệnh nhân triệu chứng vận mạch, những bệnh nhân này sẽ luôn có cái triệu chứng, ví dụ chẳng hạn như là tất nhiên là bệnh nhân thì sẽ tăng cái cảm giác khác lên, đúng không? Nên là người bệnh nhân nó cảm giác thấy nóng, là sợ nóng nhá, rồi là rối loạn đường nhiệt nhá, hoặc là các cái triệu chứng có thể là các triệu chứng nhiễm độc giáp ấy, gây ra bệnh nhân các cái
gọi là gì nhỉ? Tăng thân nhiệt đấy. Và bệnh nhân thì nóng đúng không đấy. Nóng này luôn uống có cảm giác là khát đấy, chính vì thế thì bệnh nhân lại uống nhiều đó, uống nhiều đúng không, được chưa? Tiếp theo các bạn nhớ là có cái triệu chứng của gì, tiếp theo là cái triệu chứng của thần kinh cơ nhá, thần kinh cơ. Các triệu chứng của thần kinh cơ ví dụ chẳng hạn như là các bạn khám đúng không, bệnh thần kinh cơ là bệnh nhân, những bệnh nhân cường giáp ấy đúng không, thì họ hay dễ bị kích động rồi cáu gắt rồi là giảm khả năng tập trung nhá. Đấy, và đặc biệt một số bệnh nhân có thể là khó ngủ, mất ngủ nhá, chính vì thế càng gây ra bệnh nhân cái cảm giác là mệt nhá. Và có cái gì nhỉ, có cái này này, run này đó, run này, run thì có bệnh nhân có run đầu chi nhá. Đấy, bạn nhớ là run tay đúng không, run tay thì cái run này thì nó khác với trong Parkinson đúng không, nó cũng khác với cái run trong cái bệnh nhân mà tiền hôn mê gan ấy. Đấy, thì những cái run đầu chi này các bạn nhớ là gì, run đầu chi này các bạn nhớ là run với biên độ sao, biên độ nhanh nhỏ nhá. Và khi mà bệnh nhân cảm giác mà xúc động đúng không, ví dụ như là tim đập nhanh hơn thì càng run mạnh hơn đúng không. Đấy, và có những cái triệu chứng khám rất là tinh tế, ví dụ ngày xưa các bạn khám là thấy là có thể là thấy thầy, các thầy khám là cho giơ tay này, này xong đặt một cái gì nhỉ, gọi là cái tờ giấy đấy lên đặt cái tay ấy, sẽ thấy điều đó đúng không, tất nhiên phải nhắm mắt lại đúng không. Đấy, và nhớ là cái triệu chứng thần kinh cơ này là sao, thì phản xạ gân xương là sao, phản xạ gân xương thì sẽ tăng đấy. Mà cơ thì sao, cơ thì sao, cơ thì teo nhá. Đấy, cơ thì teo và bệnh nhân cơ teo ấy, thì sẽ yếu cơ đấy, đặc biệt là cơ gì, cơ gốc chi ấy. Đấy, khi mà yếu cơ gốc chi, ví dụ chẳng hạn như các cái cơ, ví dụ cơ tứ đầu đùi chẳng hạn đấy, thì khi mà bệnh nhân là đứng lên ngồi xuống, đứng lên rồi ngồi xuống ấy, ví dụ chẳng hạn như là các cái động tác leo bậc thang rồi là đấy, gọi là nghiệm pháp ghế đầu thì sẽ gọi là dương tính nhá. Đấy, và một số bệnh nhân ấy, thì nam giới ấy, thì có cái triệu chứng là liệt đúng không, liệt ấy, hạ liệt ấy. Đấy, bệnh nhân một số triệu chứng bệnh nhân ba giờ đô của nam giới trẻ tuổi có thể bị liệt đột ngột nhá về đêm, thì cái này ấy còn là câu chuyện của hạ kali máu thôi. Đấy, tại sao mà trong cái tác dụng của hormone đúng không, cái của cường giáp, cường giáp là gì, là những trường hợp đấy thì ft4 đúng không, ft4 thì sẽ tăng đúng không. Đấy, tay ba tay bốn thì sẽ tăng lên máu đó, và bệnh nhân có các triệu chứng của cường giáp. Đấy, tiếp theo ấy là các triệu chứng của gì, triệu chứng của tiêu hóa nhá. Thì như anh nói rồi đúng không, thì những triệu chứng của tiêu hóa bệnh nhân như cái trên này thì ăn nhiều đúng không, ăn nhiều và cảm giác nhanh đói đúng không? Có một số bệnh nhân ăn nhiều quá thì lại cân nặng nó sẽ tăng. Đấy, và đi ngoài sẽ nhiều lần nhá, phân thì sẽ nát đúng không, mà lại nhưng mà nát, phân nát ấy, đặc biệt phân nát nó khác với phân đĩa chảy. Đấy, có những bệnh nhân mà đi ngoài phân nát kéo dài ấy, đúng không, soi tiêu hóa chẳng thấy có gì cả, làm ra thì lại là vấn đề của tuyến giáp, các bạn nhớ thế, được chưa, các bạn chú ý đấy nhá. Rồi đó, đó. Tiếp theo ấy, cái số 6 nó nói các bạn là triệu chứng đúng không, triệu chứng của tiết niệu, tiết niệu và sinh dục đó, các bạn nhìn rõ, alo các bạn nhìn rõ, alo các bạn nhìn rõ rồi. Thì các cái triệu chứng về tiết niệu sinh dục nhá, thì những bệnh nhân cường giáp ấy, bạn nhớ thì có thể có một số bệnh nhân là tức là rối loạn về tiểu tiện ấy, thì bệnh nhân có thể là đi tiểu đêm và tiểu nhiều lần nhá. Đấy, thì tức là cái tiểu nhiều này này, cái này này đó, nhiều bạn ấy hỏi tại sao lại tiểu nhiều đúng không. Đấy, thì cái tiểu nhiều đấy có thể giải thích là do chính cái cảm giác này, chính cái cảm giác khác nhá. Đấy, chính cái cảm giác khác, và tức là bệnh nhân khác là uống nhiều đúng không, đi đá nhiều đúng không. Đấy, và nếu mà ở trẻ con ấy, đúng không, những bé thì có hay đấy nhá. Và tiết niệu sinh dục đúng không, sinh dục thì các bạn nhớ là ở nam giới, được chưa, đấy nhá, ở nam giới thì cái nồng độ sao,
nồng độ testosterone toàn phần thì sẽ tăng nhé, còn nồng độ testosterone tự do thì nó lại mức bình thường hoặc thấp nhé. Đấy, và nó còn ngoài ra còn cái gì ấy nhỉ, cái gì mà nó tăng chuyển testosterone thành estradiol nhé, làm tăng cái estradiol tự do, tăng nồng độ estradiol trong huyết thanh nhé. Thì những cái triệu chứng của tăng estradiol đấy, thì những cái này này thì tăng estradiol ấy thì sao, thì có thể làm gây ra các cái triệu chứng, ví dụ chẳng hạn như là vú to ấy, đúng không, estradiol ấy, các cái triệu chứng của cường cái estrogen ấy, đó nó gần giống trong cái gì nhỉ, giống trong sơ gan này đó nhá. Đấy, thì những cái triệu chứng vú to ở nam giới thì có thể xảy ra khoảng độ 10-20% cho bệnh nhân đấy. Và những bệnh nhân này thì sẽ giảm ham muốn tình dục và có các cái rối loạn về cương dương nhá. Đấy, còn ở nữ giới thì sao, thì các cái triệu chứng về tiết niệu sinh dục thì nó cũng tăng cái estradiol toàn phần này lên nhá. Đấy nhá, thì nhưng mà cái estradiol toàn phần thì nó tăng nhưng mà cái estradiol tự do của nó lại thấp, đúng không? Đấy, và kèm theo cả cái đó là cái nồng độ hormone là LH sẽ tăng. Đấy, và những bệnh nhân nữ ấy, có cường hội chứng cường giáp ấy, thì kinh nguyệt sẽ ít nhá, và vô sinh. Đấy, tại sao lại vô sinh? Thì nếu mà sinh được ấy, thì sao trứng phải rụng. Đấy, quan trọng là khi mà nồng độ LH nó tăng ấy, đúng không, kinh nguyệt ít, đúng không, và trứng, quan trọng trứng không rụng thì sẽ gây ra triệu chứng vô sinh, khó có con thế này. Đấy, thì những phụ nữ, những cái người nữ giới ấy, thì bị các cái cường giáp nặng này thì sao, thì có thể bị mất kinh các bạn. Đấy, chú ý nhá. Rồi, thì cái cuối cùng ấy mà chưa kịp nói ở đây, đó là các bạn quan tâm đây là cái bướu cổ nhá. Đó, các bạn nhớ là trong cái hội chứng cường giáp ấy, thì cái bướu cổ là triệu chứng mà rất thường gặp, đặc biệt ở những bệnh nhân mà gọi là 3-0 đúng không, 3-0 những bệnh nhân 3-0 mà trẻ tuổi đấy, thì các cái triệu chứng biếu cổ thì rất thường gặp. Đấy, thì mình sao, biếu cổ thì mình phải nhìn đúng không, mình khai nhìn này, mình sờ, mình khám. Đấy, thường ấy, trong cái biếu cổ ở những bệnh nhân mà 3-0 này, thường các bạn nhớ là chỉ to độ 1B đúng không, hoặc là độ 2 nhá. Đấy, to độ 1B hoặc là độ 2, thì đặc biệt cái biếu cổ trong 3-0 ấy thì là biếu gì, biếu to lan tỏa. Đấy, các bạn nhớ là biếu to lan tỏa, nó khác với, tại sao nó lại lan tỏa, nó cơ bản nó to đều ấy, nó khác với cái trường hợp ví dụ là có cái nhân ấy, nhân mà tiết ra hormone ấy, thì những cái trường hợp đấy thì sẽ to lại không đều, đúng không, và biếu to lan tỏa, và các bạn nhớ là di động, được chưa? Đấy, và đặc biệt ấy, một số các biếu ấy, thì nó sẽ tăng sinh mạch, nên là một số người ấy, mình sẽ nghe thấy là sao, tiếng thổi liên tục hoặc là cái tiếng thổi thâm thu của biếu, thì người ta gọi là cái biếu biếu mạch ấy, đúng không, cái mà bạn lấy lít men bạn đặt ra đây là nghe tiếng thổi, đúng không, ngày xưa y bố lại nghe vài cái thôi, đúng không. Đấy, vậy đây là các cái triệu chứng của hormone tuyến giáp gây ra. Đấy, nhưng mà các bạn nhớ là ngoài ra ấy, thì còn có các cái dấu hiệu ngoài tuyến giáp nữa, ví dụ chẳng hạn như là mắt thì lồi mắt, đúng không, sưng chày là gì, phù niêm trước sưng chày, đúng không, hoặc là các bạn thấy đúng không, đi buồn cũng thấy, đúng không, thỉnh thoảng thầy các thầy, bởi vì nó là một số bệnh tự miễn mà. Đấy, một số cái thì có thể thấy các vết bạch biến ấy, các bạn có còn nhớ không? Bạch biến, và đây này chính là các cái triệu chứng này, estradiol này, một số vú to các thứ thì xét nghiệm ngoài, đúng không? Rồi, ok, được chưa? Đấy, thì các bạn nhớ đây là cái gì, một cái hội chứng là hội chứng cường giáp nhé. Ok, được chưa? Rồi, các bạn nghe rõ? Các bạn nghe rõ? Rồi nha. Rồi, thì tiếp theo ấy, thì anh muốn nói với các bạn về cái này. Chờ anh một tí nhé. Để anh xóa cái, anh lau cái bảng để cho các bạn xong nhá. Các bạn chép kịp không? Các bạn chép kịp không? Anh xóa này đi nhá. Rồi. Rồi.
Tiếp theo ấy là anh sẽ nói về các vấn đề về tức là định lượng nhá, về hormone, tức là những cái đấy, bây giờ gọi là cường giáp đúng không? Cường giáp đúng không? Có bệnh nhân cường giáp đúng không? Ta sẽ làm không xét nghiệm gì đúng không? Thì mình sẽ có là gì? Mình sẽ có đây T3 này, T4 này, FT3, FT4 và gì? Và TSH đúng không? Đấy. Thế mình có thể mình điện lại kết quả như nào? Đấy, thường trên lâm sàng ấy thì mình sẽ làm FT4 và gì? Và TSH. Các bạn nhớ thế nhá. Đúng không? Tại sao thì trong nội khoa, bệnh nội khoa thì nói rồi thì anh không nói lại nữa. Đấy, thì bây giờ anh sẽ nói cho bạn để, tức là một số các cái kiểu kết quả nhá. Thì các bạn chú ý này, khi mà các bạn đọc một số cái kiểu kết quả. Nếu mà xét nghiệm chức năng tuyến giáp nhá, và bệnh nhân bị cường giáp. Đấy thì nó sẽ rơi vào những tình huống nào? Đấy, bây giờ anh đưa ra các cái tình huống để cho bạn suy luận nhá. Đấy, thứ nhất nhá. Thứ nhất anh đưa tình huống nhá. Thứ nhất này. Trường hợp thứ nhất này, tình huống nhất là gì? FT3. Đấy, trường hợp thứ nhất này. FT4 và FT3 tăng lên nhá. Nhưng mà sao? TSH bình thường. TSH bình thường. Hoặc là TSH bình thường hoặc có thể tăng nhẹ. TSH bình thường hoặc tăng. Đấy. Thì cái này nghĩ lên nó là cái gì? Nghĩ vào gì? Nghĩ nhiều nhá. Tất nhiên là cái này chỉ là cái suy luận mình thôi. Nghĩ nhiều. Nhá. Thì những trường hợp này mình nghĩ đến là gì? Nghĩ đến là cái cây thứ nhất là cường giáp thì do u gì? U tuyến yên. Được chưa? Cường giáp do u tuyến yên tăng tiết TSH. Bởi vì khi mà TSH tăng lên này, thì sẽ gây ra cái này tăng. Được chưa? Đấy. Nhá. Đấy. Tiếp theo nhá. Đưa cho bạn cây số 2 này. Cây số 2 này. Cái này có vai trò trong cả sinh lý đó. Thì các bạn khi mà làm về các vấn đề về hormone ấy thì các bạn sẽ biết cái này. Cái cây số 2 là gì? Đưa các bạn trường hợp nhé. Đấy. Trường thứ 2. Đưa các bạn, đưa cho các bạn. Các bạn nghe kịp không? Các bạn nghe rõ comment cho anh này. Các bạn comment cho anh này. Được chưa? Cây thứ hai thì FT4 tăng đúng không? Đấy, FT4 tăng đúng không? Nhưng mà TSH là sao? TSH thấp đúng không? Đấy. Thì có những cái khả năng nào thì các bạn cũng dễ dàng suy luận. Thứ nhất có thể bệnh nhân là bị Basedow đúng không? Basedow là một bệnh lý tự miễn đấy. Nhá. Đấy. Hoặc là cái thứ hai có thể là biếu nhân đúng không? Có thể là biếu nhân tự chủ. Biếu nhân tự chủ nó tăng tiết cái này, tăng tiết hormone nên là feedback thì cái này nó feedback hơn thì cái TSH sẽ thấp. Đấy. Đúng không? Các bạn nhớ. Thì hoặc là cái này có thể xảy ra trường hợp nữa là như thế nào nhỉ? Các bạn suy luận. Hoặc là gì? Hoặc là cái số 3 ấy, là có thể gặp ở những bệnh nhân mà bị cường giáp. Tức là họ bị cường giáp nhá. Đang, nhưng mà họ đang điều trị thuốc kháng giáp trạng tổng hợp. Đó. Chưa? Đấy. Ví dụ bệnh nhân này có thể là bệnh nhân đang điều trị các cái thuốc kháng giáp trạng. Đấy. Rồi.
Tiếp theo ấy, trường số 3 anh muốn đưa cho các bạn là gì? Trường số 3 là trường hợp mà trường hợp là gì? Alo, các bạn nghe kịp không nhỉ? Alo, các bạn nghe kịp không nhỉ? Các bạn nghe kịp không? Đấy. Trường hợp số 3 anh muốn đưa cho các bạn là gì? Trường hợp là FT4 đúng không? Và FT3 thì bình thường. Đấy, nhưng mà sao? Nhưng mà TSH giảm. Dạ. Đó, thì những cái trường hợp này thì những cái trường hợp mà FT3, FT4 bình thường nhưng mà TSH giảm ấy, thì những cái này thì được gọi là sao? Cường giáp là sao? Cường giáp dưới lâm sàng. Đó. Cường giáp dưới lâm sàng, yeah. Người ta gọi là cái này, sắp này, clinical. Đấy, gọi là cường giáp dưới lâm sàng. Đấy, hoặc là những cái trường hợp này thì có thể là gặp trong giai đoạn đầu của 3 sơ đô, nhá. Đấy, các bạn chú ý nhớ nhé, có thể gặp trong giai đoạn đầu của 3 sơ đô. Ok. Đấy, để anh ví dụ một số cái trường hợp cho các bạn thấy rằng có thể cái này hay có mấy cái câu test trong sinh lý ấy. Đó, test trong sinh lý ấy, thì bắt các bạn suy luận, bắt các bạn suy luận các trường hợp có thể xảy ra trên lâm sàng, được chưa? Được chưa? Ok chưa? Đấy. Được chưa? Đấy, thì tạm thời cứ thế như thế đã nhé. Thì hôm sau ấy, hôm nào có thời gian ấy, thì anh sẽ dạy các bạn về phần 2. Anh sẽ nói kỹ về cái sơ đồ. Anh sẽ nói kỹ cho các bạn về cái sơ đồ tiếp cận một bệnh nhân là có các cái bất thường xét nghiệm về hormone đó, TSH, FT4, FT3. Đấy, khi nào đo độ tập trung phóng xạ iốt. Đó, nhá. Khi nào cần thăm dò về các cái TRAB, đó cụ thể hơn một chút. Đó, tạm thời thế đã nhá. Đó, tạm thời các bạn ôn lại mình kiến thức cơ bản đã. Nhá, thì hôm buổi sau anh sẽ nói cho các bạn một số cái sâu hơn. Được chưa? Rồi. Ok nhá. Xin chào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhá.